Xin chào các bạn đã hút lên. Yeah, mời chúc cả mọi người vui vẻ nha. Hôm nay mẹ mình có dán cho mình 200 cái da lem dán, bạn nhìn chưa? Wow. Các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn lem dán các bạn nha. Ý tưởng này là một bạn đã comment ở video trước, bảo anh Hương ơi, hãy làm clip người cuối cùng ăn lem dán theo số lượng bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm luôn các bạn nhìn chưa? Wow. Wow. Hình thức chơi nào anh nhỉ? Rồi, hình thức chơi ngày nay chúng ta sẽ bốc thăm số lượng nào các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ ăn tương đương với lại số lượng đó bạn nha. Ví dụ số 4 thì ra là 4 cái lem dán, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Có thưởng không anh? Phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nha. Phạt là gì? Thôi, phạt này chống đẩy 50 cái các bạn nha. Yeah. Rồi, người chơi ta đã hiểu được chơi chưa? Rồi. Các bạn thấy clip này của mình hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nha. Và đừng quên comment ý tưởng nào hay nhất, mình sẽ làm theo bạn ạ. Còn bây giờ người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ bốc thăm bạn nha. Chưa bốc nguy bốc dứt. Thôi, bốc chưa đi. Ai bốc được cũng được anh. Không có bất lượt. Anh ơi, em tất 10 cái. Ừ, Hàn Hoài. Đây, 10 cái. 10 cái. Của mình là 8 cái các bạn. 8 cái. Đèn thế. Mình 5 cái các bạn ơi. 16 cái. 6 cái. Đêm ra. Mình vẫn được các bạn ạ. Rồi. Của Hậu 6 cái bạn ơi. Wow. May mắn thật đấy. Đấy, nguyên 10 cái mình à. 10 cái. Đấy, nguyên lần sướng bạn ạ. Mình kém gì nguyên đâu các bạn. Anh Hoàng 8 cái, Thu Nguyên 2 cái. Các bạn ơi, ra ít thương thật. Mình thua bọn họ một cái các bạn. Các bạn ơi, mình mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Chấm cái nước chấm chua ngọt thì đúng da lem rồi các bạn ạ. Rồi. Đúng rồi. Đấy, da lem mẹ của mình làm các bạn ạ. Các bạn nhá. Mình thấy bà Tân làm da lem ngon lắm các bạn. Bây giờ đầy vị luôn. Đây mua các bạn nhá, cà rốt quá, lấm quá này, mía này, thịt xay nữa các bạn. Đúng rồi. Trứng quá. Trứng các bạn nhá. Trứng nữa. Ăn nó mềm luôn các bạn. Với lại ăn cái đầu tiên ngon thật các bạn ạ. Nóng. Ngon. Có rau thơm các bạn, ăn tươi lắm. Đấy các bạn ơi, hôm nay ai là người cuối cùng người ăn da lem dán các bạn nhá. Đấy là sẽ là người chiến thắng các bạn ạ, và được phần thưởng của mình. Đấy. Cố lên. Ngon Nguyên. Ngon. Đấy. Nguyên ăn thế nào? Ăn ăn có thịt xay trứng rất ngon luôn. Còn rất Hậu Loài ạ, nó ăn bánh vừa cái đầu các bạn nhá. Bạn thấy ăn cái đầu rất là ngon luôn. Bánh da lem mình lâu ngoại không được ăn nữa. Đấy. Chứ ăn độ tầm 10-20 cái nó khác ngay các bạn. Đấy, bánh thế nào? Thơm ngon anh ạ. Đấy, nó ăn cái da lem này nó nhớ đến hương vị ngày Tết các bạn ạ. Đúng rồi. Mình nhìn thèm lắm các bạn ạ, mình đã ngửi mùi Tết rồi các bạn ơi. Vâng, cho ca mấy cái. Thôi. Mà kiểu dạng như người ta mới mẹ mình mới dán xong các bạn ạ, ăn nó giòn lắm. Nóng giòn. Nó nóng các bạn. Đấy. Các bạn ơi, cái này nhà mình thì mình có khách mình ngày Tết nhà mình mới làm. Bình thường nhà mình không bao giờ làm cái này. Đúng rồi. Với cái nước chấm này nha các bạn ạ, ngon. Ngon lắm các bạn ạ. Cố lên, bách có 5 cái ít nhất các bạn ạ, anh Hoàng 8 cái. Đúng rồi, 8 cái ạ. Rồi. Mình 10 cái nhiều nhất các bạn ạ. Ngon còn gì nữa, đấy. Ăn nhiều các bạn nhỉ. Yeah, thua sớm. Các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, là trận chiến cũng nhân phẩm bạn ạ. Bốc nhiều thì ăn nhiều bạn nhá, bốc ít thì ăn ít. Nguyên đã ăn được mấy cái rồi? Ăn được 4 cái đấy nhỉ. Người gạnh hết mình mới cái thứ 3 bạn. Rồi, anh Hoàng được mấy cái rồi? Mình cái đấy 4 ạ. Bách cái mấy rồi? Đến 3 ạ. Ok. Nguyên nhiều nhất các bạn ạ. Các bạn ơi, mình nhiều nhất. Cầm mình phải ăn nhanh hơn các bạn ấy. Rồi. Ừ. Đấy, người nào ăn được thì chịu thua nhá. Rồi, Hoàng ra đây. Em còn lâu em mới thua. Bọn mình thua rồi, ra cho nó thịt đỗ các bạn. Đúng rồi. Nguyên thua. Thua rồi, tối chỗ nhất rồi các bạn. Nguyên bụng to à. Ừ. Da lem ngon lắm. Hôm nay mình ăn được đã đầy da lem luôn các bạn. Rồi, cố lên. Chắc hôm nay ăn da lem đến Tết mình mới dám ăn cây ăn lại. Mình ăn cái tư vậy nhá. Rồi, mình cái 5 vậy. Anh Hoàng rất nhanh, Bách cũng rất nhanh các bạn ạ. Cố lên. Nguyên còn là 5 cái nữa các bạn ơi.
các bạn ơi, mình đã ăn hết 5 cái rồi các bạn nhá, nhưng giờ còn 5 cái nữa. Các bạn ơi, cái này chắc mẹ mình gói là cái cuối oánh ngưng toàn miếng đó ạ. Rồi, cố lên. Ba cái được đấy. Mình là một cái thôi mà các bạn. Cái nữa ơi, cố lên. Rồi, anh Hoàng là cái thứ 5, cái 6. Cái 6 các bạn. Đấy, bánh hết rồi các bạn ơi. Rất nhanh các bạn ạ. Nguyên còn 4 cái nữa. 4 cái nữa rồi. Sẽ cố gắng vượt qua vòng này nha các bạn ơi. Rồi. Anh Hoàng cố lên. Đây chính là nhai nhiều này, mỏi răng các bạn. Mỏi mồm. Mỏi mồm thật. Cố lên anh ơi. Cố lên. Rồi. Nguyên ăn thì Nguyên ăn ngon thế các bạn. Cái da len này ăn nhiều nó cũng ngấy các bạn ạ. Mình đoán thế. Có mỡ. Đấy. Bánh hết chưa? Ừ, ngấy rồi ạ. Rồi. Mình ăn cái thứ 7 các bạn nhá. Ok. Nguyên cố lên. Nguyên cố lên. Đó, còn một cái các bạn ạ. Không ăn được cái chua đi. Thua là mình thua. Mới vòng đầu thua hơi bị nhục các bạn ạ. Thua đi. Không thua được. Bảo Nguyên thua đi. Bạn thua được cố. Đấy là cái là mình phải thua. Hậu còn một cái các bạn nhá. Còn một cái các bạn nhá. Đấy, Bách còn một miếng vé tí các bạn ạ. Chốt. Rồi. Mình còn một cái nữa các bạn. Rồi, Nguyên còn hai cái các bạn ơi. Cho bác ơi, mình còn hai cái nữa nhá. Ăn cả hai luôn. Tới luôn đúng rồi. Quên. Wow. Mẹ. Đầu tiên mạnh mẽ này thôi nhưng mà tí lại ra sớm mà. Đấy, Nguyên ăn rất khỏe các bạn ạ. Ui, rất nhanh luôn các bạn ơi. Đấy. Đấy, bỏ cái. Áo cái cuối cùng các bạn ơi. Áo cuối cùng vậy nào. Đấy, Nguyên kéo nghe. Ngon rồi các bạn. Cố lên. Lại. Cái này ăn nhiều phải không? Ngấy lắm các bạn. Ngấy, nhiều mỡ rồi. Nhiều mỡ rồi các bạn. Và. Rồi, nhanh lên đi. Mình còn miếng cuối các bạn nhá. Rồi. Mình cũng còn miếng cuối các bạn. Nguyên hết rồi các bạn ơi. Rất khỏe các bạn ạ. Mình hết các bạn nhá. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, mình đảo đảo các bạn nhá. Hai ông trước đây. Các em mong chơi xem có may mắn hơn không anh? Đó. Chính là chết chứ. May mắn hơn không? Ôi, các bạn ơi. Các bạn ơi, mình 9 cái. Mình 10 các bạn. Anh Hoàng 10. Đèn cả 6 cái. 6. Cái tay số mấy? Số 1 à? Số 4. À, số 4 à? Ôi, tưởng số 1 cơ mà. Cận 9 cái. Đèn cái các bạn nhá. Ok. Thôi các bạn ơi, của Hậu 4 cái ít nhất. Yeah. Yeah. Của mình 9 cái. 9 cái. Của mình 10 cái, mình nhiều nhất các bạn. Anh Hoàng 10 cái nhá. Đèn quá. Bách này 6 cái. 6 cái em xin. Bách may mắn thật đấy các bạn. Mấy gì anh? Các bạn ơi, mình bàn trước 10 cái và đang 9 cái là 10 chứ. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Rồi, anh Hoàng là tổng 18 cái, kém gì Nguyên đâu. Rất kém mình. Wow, ngon quá. Anh đã mồm các bạn. Các bạn ơi, mình ăn 11 cái rồi nhưng vẫn thấy ngon các bạn. Wow. Các bạn ơi, cái này của mình ăn có cả hành tây các bạn ạ. Đó. Mẹ mình cho cả hành tây các bạn nhỉ. Đấy. Rồi. Các bạn ơi, bình thường ở nhà bọn mình ăn khoảng 5 cái là cả gia đình rồi các bạn ạ. Đấy, thì ăn này nó khác các bạn nhá. Có lên. Người 5 cái ăn cả cơm các bạn nhỉ. Rồi. Ê, ăn được dây với mắm. Đấy, ăn này nó ngấy các bạn ạ. Nó có nhiều mỡ. Đấy, mình cứ ăn từ từ đợi đối thủ các bạn ạ. Mình cứ ăn này chắc sợ từ giờ đến cuối năm các bạn. Tại vì cái một hai hôm nữa nhà mà có vẫn ăn được ầm các bạn nhỉ. Đúng rồi. Nguyên này ăn tối lắm ạ. Cố lên. Đấy, anh Hoàng này nhiều nhất các bạn ạ. Mình đen các bạn. Mình hết một cái các bạn nhá. Rồi. Nguyên ăn liên tục các bạn ạ. Nguyên cảm giác như mánh nghiền các bạn nhỉ. Rồi, Nguyên nói chung là hầu hết các trò chơi Nguyên đen các bạn ạ. Bốc thăm nó cũng đen.
cố lên. Kiểu dạng như là sống, chắc là cái tâm của Nguyên là không tốt các bạn ạ, nên là trời nó không độ các bạn nhá. Phải không Nguyên, phải không? Không, từ trước đến nay mình sống tốt tốt các bạn. Tốt thì trời đã độ các bạn nhỉ, trời đã phù. Rồi đây là Nguyên tự đánh giá các bạn. Đúng rồi. Các bạn ơi, cái này bé nhờ các bạn. Thế Bách có thấy Nguyên sống tốt không? Không kìa. Em á, em không ơi ạ. Sống không có giọt nước gì phúc chứ mày. Số chua các bạn nhá. Rồi, gấu lên. Lên. Em gấu đỏ, bảo anh gấu gấu trắng không phải nhỉ? Một trắng. Gấu trắng phải bảo anh gấu đỏ đi. Bạn nhớ chị mua chưa? Chưa, em chưa. Rồi. Đấy. Hậu ăn ít nhất các bạn ạ. Rồi mình hai vòng 10 gái. Hậu đỏ là các bạn. Đấy. Hậu rất này. Nhớ 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 nhớ. Quan trọng ăn nhau về sau ạ. Cố lên. Mình ăn hết 15 cái các bạn. Đấy, Nguyên ăn rất ác các bạn ạ. Chấm này nó ăn này các bạn này. Một lúc phết luôn. Mình sẽ chỉ có 20 cái nữa mà thôi. Các bạn nhìn cái to nhỉ các bạn nhỉ. Cái to thật dã man. Nói chung là có cái bé cái to à. Quấn tay thì nó không đều được các bạn. Đúng rồi, phải quấn bằng máy. Cố lên. Nhờ lên đặt tinh ngâm miếng đúng tầm các bạn. Ăn ngon, ngon vậy đó. Thật. Nhưng mà các bạn ơi, nó ơi là nó luôn. Đấy, Nguyên 20 cái lem rán rồi. 19 cái. Rồi. Mình là 10 tổng ăn hết rồi, tổng 18 cái rồi. Cố lên. Tổng mình cũng 3 cái nữa thôi. Còn 2 cái hậu mãi không hết các bạn ạ. Mình đợi nó nhổ luôn các bạn. Mình còn 2 cái nữa bạn, hết cái còn 2 cái nữa bạn. Rồi. Nguyên còn 2 cái, anh Hoàng còn 2 cái, Bách còn 1 cái. Bách ăn giờ là thế nào rồi? Ngon anh ạ. Bà tên nằm tuyệt vời các bạn nhá. Vẫn ngon các bạn ạ. Mình cho bà tên 1 lại là người nhai chia sẻ quá. Rồi. Cái cuối bạn nhá. Rồi Nguyên với Hậu. Hậu còn cái cuối, Nguyên còn Hậu. Cố lên. Wow, khá quý đó các bạn. Wow. Bách hết rồi các bạn ạ. Em còn hết rồi anh ơi. Em chốt luôn anh nhá. Các bạn ơi, mình còn một cái quần nữa nha các bạn nhá. Ok. Nó quá các bạn. Rồi thua đi. Không thua được. Người ơi, người gái. Tí nữa bốc vào nhiều lại, lại các bạn ơi, anh Hưng ơi à. Rồi nhanh đi. Mình chơi ra bạn nhá. Ok. Mình chơi bạn nhá. Rồi. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai bốc trước đây? Rồi, lấy bốc trước. Người xôi ấy, không là Bạch Nguyên đã nhìn đấy. Đây mang em bốc. Các bạn mình 19 8 cái. Lại 18. Lúc 16 cái các bạn. Anh Hoàng 6. 15. 4 cái các bạn. 15 nha. 15. Lúc nào mình cũng vào số to các bạn ơi. Anh Hoàng người tốt các bạn. Anh Hoàng người rất đen các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, Hậu vẫn may mắn các bạn ạ. 5 cái. Nguyên 8 cái. 8 cái. Nguyên đen thật các bạn ạ. Ngày Tết về Nguyên này. Mình 6 cái các bạn. 6 cái. Bách lại càng may. Em chị Bách Hậu này mày thật. Các bạn ơi, đen thật các bạn. Chào các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Ok. Mình mời các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, hôm nay Nguyên hơi đen các bạn ạ. Nhưng mình đen từ đầu đến bây giờ luôn. Rồi. Ăn nó ngấm vào thân chứ đi đâu mà thiệt. Đúng rồi. Ăn tầm này không ngon nữa các bạn. Ngấy rồi cả. Ngấy rồi. Nhờ mỡ ngấy. Đấy. Thế là Nguyên tổng là ăn 26 gái nhờ. 27 gái. 26, 27 gái. Cố lên. Đấy. Ngon thật chứ mà. Ngon thôi. Ngon thôi.
không ra được. Rồi bánh sao đấy, ít nói hôm nay ít nói quá các bạn ạ. Em không sao anh ạ. Các bạn ăn ngon quá, không ăn cái này để nói ra. Rồi bánh họ không may mắn các bạn. Nếu không, không may mắn thì thần tín họ đã ra rồi. Đã rồi. Có lần nào thì Nguyên Ngọc ăn đấu của mình cho các bạn. Nguyên Ngọc yếu cái da gió gió lại nhỉ. Dạ yếu, da gió gặp ấy lên cái bão chắc là bay ra. Rồi hôm nay anh Hoàng cũng hơi đen đó các bạn. Đen đó, mình ăn, tổng vào 24 cái. Ăn đến giờ này anh cảm thấy nào rồi? Không ngoan nữa rồi các bạn. Rồi đây là mình nhổ mỡ vậy nhá, ăn không lấy. Ngấy lắm. Thua chứ? Thua thừa nào, tôi phải thắng. Thôi ra đi. Ra đi chưa? Ông không ra được đâu anh. Thôi ra đi, thua đi. Đừng có cố. Cố lên. Đấy. Ở đây là Nguyên ăn nhiều nhất, sau đây anh Hoàng. Cố lên. Bánh hậu này đổ hạt ạ. Quá đổ hạt. Làm sao đây? Ôi, cần miếng quá. Rồi. Chắc cái gần cuối các bạn ạ, hết trứng với thịt. Hết bao nữa. Mình mới ăn 2 cái rồi, toàn miếng luôn. Cố lên. Còn là ngò. Nguyên tổng gần 30 cái, chả lo à các bạn nhỉ. Vừa mình lấy nhỉ? Lấy không? Vừa nó vừa lấy. Lấy. Thời gian đi. Thắng luôn á. Thời gian đi. Không có con. Rồi. Bao nhiêu mà cố chấp. Nên anh nghe tự tìm thế các bạn nhỉ? Rồi, tí nữa vào 10 cái chắc chắn là ra rồi. Đấy, trò chơi này trò chơi nhân phẩm các bạn ạ. Đấy, nhân phẩm ai tốt thì sẽ được ăn ít các bạn nhá. Và sẽ nhanh được phần thưởng của mình. Chắc là mình bắt đầu là nhân phẩm tốt các bạn. Rồi. Mọi người nhân phẩm cũng không được tốt các bạn nhá. Cái anh nghĩ trên mức phải 19 cái thì đáp các bạn. Rồi. Các bạn ơi, bạn bay ra khịa mình ngay các bạn. Mình từ trước đến nay mình có làm gì mà đây đâu. Quá. Cố lên. Bay ơi, chứ không có làm người bay không? Cố. Làm gì người bay? Bỗng nhìn kia mình các bạn ạ. Rồi. Có em gái thì không gả cho đúng không? Đúng rồi. Bắt tán em gái của Nguyên bị Nguyên ngăn cản các bạn. Rồi. Nguyên không tác hợp cho Bách các bạn ạ. Đấy còn ngăn cản ngăn cấm nữa. Nguyên nó không vun vén như nào vậy. Đấy. Bọn Nguyên sẽ ăn các bạn nhỉ. Quá sẻ đúng không? Đấy Bách có em gái không để cho Nguyên không? Bọn Nguyên sẽ ăn mình cũng không gả đâu. Rồi. Cố lên. Vừa còn 2 cái bạn ơi, hậu còn 1 cái, anh Hoàng còn 1 cái. Cố lên. Cái lao này các bạn, ngấy. Đấy, ăn nhiều nó ngấy các bạn nhá. Cái da lem này nó có mỡ các bạn ạ. Cố lên. Cái cuối á, mình còn cái cuối các bạn. Người đấy bằng này không dám cầm 2 cái ăn nữa các bạn. Sợ ngay. Chùm rồi. Cố lên. Ngon ngon các bạn. Thôi ra đi. Không có được. Rồi. Mày sao đây? Em ăn nhuốt anh ạ. Rồi, bác còn cái cuối cùng các bạn ơi. Anh Hoàng cũng cái cuối cùng các bạn nhé. Mình nhuốt nhuốt các bạn. Rồi. Mình cũng còn cái cuối cùng thôi các bạn. Rồi, ăn hết rồi nhá. Rồi, hậu hết các bạn nhá. Đấy, 15 cái. Cố lên. Cố lên em. Mình chốt luôn các bạn. Wow. Nguyên các bạn ạ. Nguyên đấy các bạn nhìn cái sắc thái rồi các bạn ạ. Không phải sắp ra đi rồi các bạn. Sắp chết rồi. Đi rồi. Nguyên sắp chết rồi. Thôi em cứ cố. Nguyên chịu thua chưa? Chưa.
Rồi, cố lên em ơi. Đừng bố bố học cái bánh anh em có muối. Rồi, bố là nội thương các bạn. Nguyên hết rồi các bạn nha. Nguyên chịu thua chưa? Có ai chịu thua chưa? Vòng tiếp theo. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai bốc học trước đây? Cho Nguyên bốc trước đây. Thôi rồi, rồi. Sợ bốc lắm. Nguyên. À Nguyên. Bà đã bốc vào ý rồi. Bà đã gửi chưa đã. Đây đây đi. Mình 7 các bạn. 7 5 các bạn ơi. 3 các bạn ơi, mình 8 cái. Ok, okay. Rồi các bạn ơi, hậu quá đỏ bạn 3 cái. Nguyên này 8 cái. Các bạn ơi, mình đen các bạn ạ. Toàn đĩa đây ư? Mình cũng đen các bạn nhá. Anh Hoàng 7. Ui sao hôm nay Nguyên với anh Hoàng đen hết nhỉ? Hai anh em ngồi giữa đen. Mình 5 các bạn ạ. Rồi bắt đầu đi. Mời mình mời các bạn nhá. Mời bạn nhá. Mình các bạn nhá. Ôi, cái này khô lắm các bạn. Cái của mình mềm được các bạn. Toàn rau mặn nghĩ các bạn nhá. Cái này thịt giữa các bạn. Rồi. Ăn mềm nhỉ. Còn cái mồm. Ăn ngon, giò cũng khô. Uầy. Cảm ơn không ăn được thua đi, bây giờ cứ ăn nhiều tốn phí cho em. Thôi, đúng rồi. Uầy. Đấy, người hôm nay là rất đỏ các bạn, à đen. Vừa rong à. Bắn lên cửa từ dưới lên các bạn. Rồi, ăn nhiều. Ăn nhiều nhất khu này. Cố lên. Đấy. Bách trong này cũng may mắn các bạn ạ. Nhưng không may mắn bằng hậu vòng này các bạn nhá. Cố lên. Rồi, Nguyên hết mấy cái rồi? 2, 4, 6, 7 cái, hết một cái. Em mới một cái. Quá tuyệt vời, cố lên. Hậu 3 cái các bạn ạ, ăn đúc hết. Mình cứ từ từ đợi đối thủ các bạn ạ. Cố lên. Đấy, cái lem giá này nó ngấy các bạn ạ. Ngấy, có dầu mỡ ngấy ạ. Ăn nhiều nó ngấy các bạn nhá. Mà không ăn đỏ ấy. Ngấy phết các bạn. Không đỏ, Nguyên được ăn nhiều. Đấy, Nguyên ăn cái thứ 7 các bạn ạ. Tô còn thứ 2. Rồi, cố lên. Rồi. Nguyên vòng này có quảng các bạn. Nhìn nhanh nhó. Đấy, Nguyên nhìn nhanh nhó các bạn ạ. Cố lên. Tôi thua em ạ. Đừng cố. Sao đấy? Bắt đầu các bạn ạ. Bắt đầu rồi. Anh Hùng ơi. Em không ăn được nữa đâu anh Hùng ạ. Chịu thua đi. Vâng. Rồi. Anh nghe rõ rồi. Nguyên chịu thua rồi các bạn ơi. Ok, thế Nguyên ra ngoài đi. Bê đĩa, bê bát đi rửa đi. Khơi nhau. Chồng phải khơi nhau các bạn. Rồi, Hồng ngồi sát vào đi. Đấy các bạn ơi, giờ chỉ còn Bách, anh Hoàng với Hậu à. Ba người ăn khỏe nhất các bạn ạ. Rồi, ở đây với số lượng chắc anh Hoàng là ăn nhiều nhất các bạn ạ. Mình ăn nhiều ạ. Cố lên. Đấy. Rồi. Hậu còn được cái các bạn ạ. Ba cái mà ăn từ đời là chưa hết. Mình ăn từ từ dạy với thủ các bạn. Rồi. Ok. Con biến rồi các bạn. Chân này ngang. Rồi, bác còn một cái. Anh này cho hoài các bạn. Đánh được cả mồm các bạn nhá. Mấy ăn đi giờ này thế nào rồi? Em ngon lấy rồi ạ. Nhưng mà còn cố gắng. Đấy, Hậu thì sao? Cái bà vẫn ngấy, cũng ngấy các bạn. Đấy, ăn nhiều dầu mỡ ngấy phép. Nhưng mình chưa cho bạn lại nhá. Ok, chưa ai thua các bạn. Bà hứa ngấy các bạn. Không sao. Mình ăn nhiều nhất mình đây là Nguyên bắt bù hậu để đổ hợp. Cố lên. Mình tổng kết các bạn nhé. Rồi. Đấy các bạn nhé.
Bánh hết chưa? Ừ, hết rồi. Rồi. Có ai chịu thua chưa? Cô. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ai bốc trước đây? Ai bốc trước được các bạn nhỉ? Rồi. Rồi. Cho họ bốc về. Bách nào. Rồi. 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 Cái rồi. Ui. Mình lại 6 các bạn. Mình 5 thôi ạ, mình còn 5 thôi các bạn nha. Các bạn ơi, vòng mình chen với các bạn, mình 10 cái các bạn nha. Rồi, ok. Rồi, các bạn ơi, hậu 5 cái, rất là đổ á. Yeah, này mình may thật các bạn ạ. Anh Hoàng 6 cái. Đèn quá. Bách 10 cái. Anh 10 cái. Đấy. Cứ đỏ đầu đến đít các bạn nhở, biết đâu được cái tí mình lại vào toàn 10 sao các bạn nhở. Mình mở lại nhá. Tầm này nó ngấy rồi các bạn. Nói chung là tầm này ăn là không ngon rồi các bạn ạ, mình nói thật với các bạn ấy. Phải qua là anh em mình đang chiến đấu là vì 500 đô các bạn nhá. Chứ hỏi đến giờ phút này còn ngon không thì chắc chắn là không rồi. Thế anh Hoàng ăn tổng mấy cái nhỉ? 24, 7, 31, 31 mấy chỗ này nữa là 37 cái các bạn. 37 cái lem rán bạn ơi, ghê chưa? Đấy, bách hết một cái nha, rất nhanh. Bỏ lên. Đấy. Mình bán hết phòng này mình cũng ăn được 23, 24 cái các bạn. Đấy, vẫn ít nhất so với lại những người bố kho nguyên các bạn ạ. Tao mẹ nó ngây các bạn. Sợ. Đấy, bách từ đấy mấy cái rồi. Rồi 3 cái. Ăn rất nhanh các bạn nha. Mình một cái thứ 2 rồi các bạn. Bánh không ăn được nữa thì thua đi. Còn nhớ mà các bạn. Mày hư. Đấy, anh Hoàng ngấy rồi đấy các bạn ạ. Ăn da lem này nó ngấy lắm các bạn nhá, nó nhiều mỡ các bạn ạ. Nó ngấm các bạn, ngấm ở trong. Cái em này ngấm dầu lắm. Cố lên. Mình cái thứ 3 các bạn nhá. Rồi. Bây giờ cố làm gì các bạn ạ? Thua đi. Còn nữa, còn nữa. Cố lên. Cậu bị thua chưa? Chưa, anh cứ nhắc thua. Rồi. Anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa. Em cũng chưa ạ. Rồi, bách ở đây ít. Bách mày hết 10 cái kia phải vào còn hơn 30 cái nhỉ. Đấy, bách còn 5 cái nữa các bạn nhá. Cố lên. Ngày quá các bạn. Rồi ăn đây, tôi ăn sớm hết. Rồi đây nước chấm với bạn nhá, còn rất nhiều bạn nhìn chưa. Đấy, một thau luôn các bạn ạ. Đấy, kia bách cho nước chấm rồi các bạn nhỉ. Rồi. Có ai tiến ít được chấm không? Ừ, có, nhưng thêm mấy ít. Đây các bạn nha. Ôi. Rồi, bách ăn đi. Được chấm làm thao thao luôn các bạn ạ. Ui, thì chết rồi, rơi rồi các bạn. Các bạn hàng thao mới hết được 200 cái các bạn nhỉ? Chết rồi, quả này lại mặn rồi các bạn. Nhì. Ngại luôn đấy là. Bỏ lên. Bách ăn cũng khỏe phết các bạn. Bách khỏe các bạn ạ. Bách còn 4 cái bạn nhá. Anh Hoàng với họ vừa còn 1 cái. Mình ăn từ từ thôi, đợi đối thủ các bạn ạ. Đấy, đợi Bách các bạn nhá. Đây. Mình cho mày muốn nhanh ăn được các bạn. Cố lên. Anh không ăn được chịu thua đi. Ừ, ở mùi quá, ăn thơm lắm. Rồi, ra đem này có ta mùi nhá. Mùi quá. Sợ.
ăn da lem, cuốn da lem mà không có da mùi mất mất vị ngon các bạn nhỉ. Mình còn cái cuối cùng các bạn nhá. Rồi, họ còn cái cuối cùng các bạn ơi. Đấy, anh Hoàng cũng còn một cái cuối cùng các bạn ạ. Bắt đây đi. Bắt cuối ơi, bắt ơi. Bạn ăn khỏe phết các bạn ạ. Họ mày đỏ nhất đấy các bạn. Nhưng mình lại may mắn các bạn nhỉ. Rồi. Thứ nhất là hậu, hậu đỏ quá. Đâu anh ơi, phúc hậu, không phải bằng hậu môn nữa. Rồi, cố lên. Đấy, Bách ăn rất nhanh các bạn ạ. Bách cố lên. Cố lên rồi. Các bạn cuối cùng nhá. Ừ. Hậu xong các bạn nha. Rồi thì còn Bách với anh Hoàng thôi. Nói quá các bạn. Cố lên. Bé ơi, cố lên bé ơi. Ok. Chơi các bạn. Rồi, Bách còn một miếng nữa. Bé ơi, cố lên bé ơi. Cả dòng họ Bách đâu, Bách nhờ. Rồi, Bách chịu thua chưa? Có ai chịu thua chưa? Chưa. Sạc chưa? Sạc chưa? Làm đi. Ai hôm trước? Thảo bốc về. Đứng bảy các bạn. Bảy. Các bạn ơi, lại ba à. Bách bao nhiêu? Ê, anh ơi, 9 cái các bạn. 9 các bạn nha. Ok. Các bạn ơi, hậu 3 cái. Yeah. Anh Hoàng 7 cái. Các bạn ơi, Bách 9 cái. Các bạn ơi, mình đến vòng này mình tự tin rồi, khả năng này là mình chiến thắng rồi các bạn ạ. Đấy. Rồi. Bởi vì anh Hoàng với Bách ăn nhiều rồi các bạn nhá. Wow. Bách để đĩa ra chỗ tay đi, ăn đi. Em Hoàng ơi, anh ngấy rồi. Ngấy từ vòng trước rồi các bạn. Ngấy đến, lắm rồi. Các bạn mình cố rồi. Đến giờ phút này là mình ăn 3 cái này mình cảm thấy ngon các bạn nhá. Đấy, trò chơi này nhân phẩm hậu này rất là đỏ các bạn nhá. Dạ, ngấy lắm rồi. Ngấy thôi Bách à. Thôi mày. Sao đấy? Anh xin thua rồi. Anh ơi, các bạn, mình ngấy vừa lo à các bạn. Ôi, sự luôn. Rồi, ok. Thua đúng rồi các bạn ơi. Thua đúng rồi, anh Hoàng ăn nhiều hết rồi. Tận bầu à. Rồi. Hơn 30 cái nhỉ? 30 mấy cái nhỉ? 31 cộng 6 37. Rồi. 37 mẹ ta ăn thêm 3 cái nữa. Bắt thua rồi. 40 cái là lèm. Sống nào. Rồi, anh Hoàng chịu thua nhá. Bình bình. Hậu chịu thua chưa? Chưa, mới cuối này các bạn. Rồi. Bình. Bách chưa các bạn, vẫn ăn các bạn nha. Cố lên. Bách thua. Gọi hậu. Rồi, hậu hết rồi các bạn nha. Rồi, còn mỗi Bách thôi. Ê, anh ơi. Sao? Em theo anh Hoàng. Em thua anh Hoàng nữa. Chịu thua gì? Nhưng vừa ngấy vừa yêu vào các bạn. Ừ. Rồi. Thế hậu này là yeah, các bạn mình thắng các bạn nhá. Đấy, hậu cứ vào thi là thắng các bạn ạ. Yeah. Các bạn ơi. Đấy, hậu là người chiến thắng các bạn nhá trong trận chiến thi ăn lem rán các bạn ạ. Yeah. Hôm nay mình may mắn thực sự luôn nhá. Thật các bạn. Mình xin các bạn nhá. Tôi thuộc về hậu, còn người còn lại sẽ phải chống đẩy 50 cái nhá. Lâu lắm mà không thi về có tiền các bạn ạ. Rồi, đứng sát vào. Nào. 1 2 3 4 Wow. Đấy các bạn ơi, các bạn ấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.